Chào mọi người một ngày mới tốt đẹp. Chào các bạn. Chúc mọi người một ngày mới yên bình hạnh phúc. Tai qua nạn khỏi, nghiệp chướng tiêu trừ. Với một ngày mới với ánh mặt trời nóng bức của mùa hè. Bây giờ là đã bước vô mùa hè đó mọi người ơi. Nắng nóng lột da. Thời tiết khắc nghiệt. Ngày hôm nay bếp chay kỳ duyên của mình sẽ chia sẻ một món ăn chay đơn giản dành cho người ăn chay là rong biển. Đơn giản nhưng mà đắt tiền nha mọi người, rong biển không có rẻ tiền. Thì rong biển này là một loại rong biển mình xé ra. Mình sẽ rang lại với lại mè, tỏi, hành. Tùy theo sở thích mình muốn để cái gì. Mè, tỏi, hành, dầu. Thì ngày hôm nay là mình sẽ chia sẻ là mình sẽ rang mè, hành, tỏi, dầu ăn. Mỗi cái một chút. Nó tăng cái hương vị rong biển. Rong biển thì rất là ngon rồi đó. Nhưng mà mình sẽ chế biến cho nó tăng lên. Đây là miếng rong biển mà mình mua là nó như thế này nè mọi người. Mình xé ra. Mình xé ra rằng mình rang nên dễ ăn. Mà mình rang nó giòn nữa. Thì đây là khâu mình sẽ xé ra. Xé ra xong hết rồi mình mới bắt đầu mình chế biến. Rồi khi rong biển mình xé xong rồi là bây giờ đến cái khâu mình rang nha mọi người. Mình bắt cái chảo lên. Mình cho rong biển vào. Và mình sẽ cho một ít dầu ăn. Ở đây mình chế biến theo kiểu gia đình mình ăn thì mình chỉ làm cho có một chút dầu thôi. Và tiếp đó là hạt nêm. Mình nêm bằng hạt nêm nấm hương nha mọi người. Nó cái độ mặn của nó vừa, nó không có quá mặn. Để mình dễ ăn. Cái này mình bóc mình ăn không thôi, mình ăn với cơm gì cũng ngon hết đó các bạn. Tại vì rong biển thì thường thì người ta ăn với cơm nhưng mà mình thích. Rồi mình cho một ít bột ngọt nữa. Xong. Thì bây giờ là lửa là mình sẽ bật lửa rất là nhỏ nha. Bật lên lớn rồi xong mình để lửa nhỏ. Tại vì khi mình rang thì mình sẽ để cho nó nóng từ từ lên đặng rong nó giòn. Thì mình sẽ thỉnh thoảng mình để khoảng chừng vài phút cái mình lại mình trở bề. Vài phút mình lại mình trở bề. Thì như vậy thì rong nó sẽ đủ cái độ nóng và nó sẽ giòn lên. Tại vì cái rong biển này thì mình chỉ rang để mình để vô keo và mình ăn nó giòn nó ngon thôi. Chứ bình thường thì nó không có hương vị gì hết. Cho nên mình chế biến là mình cần phải là nêm nếm rồi mình làm cho nó tăng hương vị lên rồi mình ăn cho nó ngon đó các bạn. Thì mình hướng dẫn mọi người là như vậy. Đây là cái mẻ mà mình đã rang đầu tiên là ngon rồi nè. Mình có để mè nữa nè mọi người. Rất là ngon. Cái hương vị của rong biển này nó ngon tuyệt vời. Dành cho những người ăn chay có đầy đủ chất bổ và dinh dưỡng nè các bạn. Mọi người đang nghe tiếng ve nó kêu. Rất là sùm bỡm tỏi. Ve của mùa hè đó mọi người. Và cái miếng rong biển khi mình rang lên là nó như vậy nè. Mình xé ra. Có mè nữa nè. Mình sẽ mời ông xã mình thưởng thức nha. Mình rất là thích ăn. Bắp ân thông cũng rất là ngon. Tại vì mình nêm nếm vừa ăn đó. Mời anh. Ăn nha anh. Ngon không? Cực kỳ ngon. Tuyệt vời. Rất là sư lẳng. Món rong biển là cái món rất là dễ ăn. Buổi trưa mình ngủ thức dậy mình cũng lấy ra mình lấy mình nhai 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 uống nước rất là ngon, hay ăn cơm gì cũng được. Rồi mình để ra nha. Và cái mẻ này là mình đang chia sẻ với mọi người là mình đang làm nè. Thì mình đợi cho nó nóng lên thì mình sẽ trở bề nha mọi người. Mình gắt hạt nêm vô cho nó đều ở trên cái miếng rong rồi xong mình trở bề. Chỉ cần mình chở tới chở lui vài lần nữa là rong nó sẽ giòn. Nó giòn lên là mình tắt bếp được. Thì cái độ nóng của cái bếp của mình đó mình chỉnh cho nó rất là vừa, nhỏ thôi. Nó không có bị lửa lớn háp. Nó nóng từ từ lên thì nó sẽ rất là giòn miếng rong và rất là ngon và nó thấm gia vị. Khi mình rang xong rồi mình mới gắt mè nha mọi người. Mình cũng có thể là mình cắt hành lá, mình gắt vô hoặc là tỏi. Thì đó là tùy theo cái sở thích của mỗi người muốn ăn như thế nào thôi. Còn mình thì mình chế biến là mình có khi thì mình để tỏi, hành, có khi thì mình không làm nhưng mà mình để dầu và mè thôi.
Thì đơn giản là mình làm như vậy thì nhiều người sẽ ăn được, có khi thì có người người ta không ăn hành, ăn tỏi, thì mình chế biến như vậy thì ai cũng có thể dùng được. Rồi, như vậy là cái món rong biển của mình nó đã đủ thời gian giòn rồi đó các bạn. Mình sẽ tắt bếp nha. Thì đây là cái mẻ rong biển thứ hai mình đã làm. Mọi người biết rong biển ăn cơm rất là ngon, bổ dưỡng nữa. Nó cũng là một trong những chất dinh dưỡng cho người ăn chay mình đó các bạn. Mình để ra thao nguội rồi mình sẽ vô keo. Vô keo mình để dành mình ăn 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, tùy theo ăn nhiều ăn ít. Nếu ăn nhiều thì 1 tuần hết, nhín nhín thì 2 tuần, còn ăn tốc hành lẹ thì cho 3 ngày hết. Mình khoái ăn lắm cho nên chắc mau hết lắm bạn ơi. Nhìn rất là hấp dẫn đúng không mọi người, rất là ngon. Món rong biển này là người ăn chay là số 1 đó. Đây mình cắt mè lên cho nên nhìn mè cũng ngon nữa nè. Rồi, một mẻ rong biển nữa đã hoàn thành. Nó cũng rất là dễ chế biến. Rong biển mua về mình xé ra cho tơi lên. Rồi thì là bắt chảo lên rồi rang, dầu, mè, nêm nếm vừa ăn. Nhớ là đừng nêm đường nha, chỉ là hạt nêm thôi. Rất là tuyệt vời, đúng không mọi người? Mời mọi người cùng thưởng thức nha, rồi cùng làm với đứa trai kỳ duyên của mình. Cùng cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Mùa hè mấy con ve nó kêu thật là đinh tai điếc óc. Thì đây là vườn quê mà mọi người, cho nên âm thanh gà gáy, ve kêu, những cái âm thanh này là của thiên nhiên không à. Nghe nó hơi khó chịu khi nó kêu nhiều. Nó kêu ít ít thì mình nghe dễ thương, mà nó kêu nhiều quá mình nghe mệt trong mình đó các bạn ơi. Có khi nó cũng tốt mà có khi nó cũng không tốt. Rồi mình cùng cầu nguyện cho hòa bình thế giới nha. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới Đại Từ Đại Bi, hào quang Đức Phật A Di Đà soi rọi, đẩy lùi dịch bệnh, chiến tranh qua đi, chiến tranh ngừng dứt, nhân loại thiện lương cơm no áo ấm, bỏ ác theo thiện, A Di Đà Phật. Mình đem về nhà để mình vô keo nha các bạn, vô keo để dành ăn lâu dài.